Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào anh chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Rất vui em anh chị lại gặp nhau trong bản tin trên thị trường ngày của em. Ngày hôm nay thị trường của chúng ta đã trải qua một phiên giao dịch khá là buồn tẻ và mang lại cảm giác buồn ngủ cho rất nhiều anh chị em nhà đầu tư. Bởi vì thị trường của chúng ta ngày hôm nay nó chỉ giao dịch quanh cái ngưỡng tham chiếu, gần như không có sự biến động quá là nhiều và cuối phiên thì là một cái sự giảm điểm khá là nhẹ. Ngày hôm nay chị có thể thấy là các cái nhóm cổ phiếu như chứng khoán, bất động sản hay banh sau vài cái phiên tăng điểm khá là tốt trước đó thì ngày hôm nay bắt đầu chững lại cái đà tăng giá và bắt đầu xuất hiện cái nhịp điều chỉnh ở rất nhiều cổ phiếu. Trong khi đó các cổ phiếu trong nhóm ngành của thép thì tiếp tục thể hiện cái sức mạnh và ngày hôm nay bật tăng khá là tốt. Còn các cái nhóm cổ phiếu khác thì gần như giao dịch quanh cái ngưỡng tham chiếu và tăng giảm thì nó không đáng kể. Đó là một số nét giao dịch ở các cái nhóm cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và ngày hôm nay không biết có nhiều anh chị em đang theo dõi kênh của em có mua phải những cái cổ phiếu trong nhóm ngành bất động sản hay cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán ở phiên sáng khi nó được kéo rất là mạnh và đã xuất hiện sắc tím ở rất nhiều cổ phiếu, chẳng hạn như cổ phiếu của Dick, cổ phiếu của Shell hay không, thì chắc hẳn anh chị hiện tại đang cảm thấy rất là lo lắng đúng không ạ? Bởi vì những cổ phiếu đó sau những cái thời điểm tăng rất là mạnh đó thì ở cuối phiên nó đã có một cái sự quay xe và giảm điểm rất là nhanh. Thì điều đó trong video ngày hôm qua cũng đã nhắc nhở với anh chị rồi ạ. Đó là em nhắc nhở hai điều trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Ngày hôm nay anh chị chúng ta sẽ tuyệt đối không được mở mua mới. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường chúng ta ngày hôm nay nó sẽ gặp phải áp lực lớn từ cái lượng cung của phiên bắt đáy ngày 21 tháng 6 sẽ về. Và nếu như anh chị mua phiên ngày hôm nay thì rất có thể anh chị em chúng ta sẽ đu phải cái nhịp ngắn hạn, đỉnh ngắn hạn của những cái cổ phiếu đã bắt đáy của phiên ngày 21 tháng 6. Thứ hai là về việc bán cổ phiếu em đã chú ý là gì? Là chúng ta ngày hôm nay hãy canh thị trường nó kéo mạnh lên bên trên thì chúng ta sẽ bán ra. Và ngày hôm nay phiên sáng với cái sự hưng phấn vẫn còn tồn tại ở phiên giao dịch ngày hôm qua thì thị trường chúng ta đã vẫn kéo những cái cổ phiếu đã tăng rất là mạnh lên phía trên và rất nhiều cổ phiếu đã có sắc tím. Nếu như anh chị chốt được cái thời điểm những cổ phiếu đã có sắc tím thì anh chị còn ăn được một cây trần. Còn nếu như anh chị em chúng ta chần chừ không chốt đúng không ạ? Thì chắc chắn là anh chị em chúng ta sẽ bỏ lỡ những cái cơ hội và chúng ta có khi lại mất đi một khoản lãi. Thì đối với những cái cổ phiếu mà ngày hôm nay đã quay đầu trong ngành bất động sản hay trong ngành chứng khoán thì lát nữa phần sau video em sẽ đi vào để phân tích chi tiết với các anh chị về kịch bản nào sẽ xảy ra đối với những cái cổ phiếu đó và anh chị hãy như đón coi kỹ để chúng ta sẽ có thêm góc nhìn và đưa ra những cái hướng xử lý tốt nhất nếu như anh chị chẳng may mua phải ở cái vùng đỉnh của những cổ phiếu đó trong ngày tới anh chị nhá. Đó là một số cái điều mà phiên giao dịch ngày hôm nay mang lại, em cũng muốn tổng kết lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay để gửi đến chị. Sau đây em và anh chị sẽ cùng nhau để đi vào phân tích kỹ hơn về cái phiên giao dịch ngày hôm nay trên góc nhìn của đồ kỹ thuật, đưa ra những cái nhận định xu hướng và cách chúng ta hành xử trong thời gian tới. Bởi vì cuối tuần này ấy, thì em cũng có việc bận nên sẽ không làm cái video nhận định tuần mới để gửi tới anh chị như mọi khi. Nên nếu như anh chị chúng ta vẫn chưa có cái định hướng, chưa biết được tuần mới sẽ giao dịch ra sao thì đây là video rất là quan trọng đối với anh chị. Thì anh chị nhớ đón coi kỹ anh chị nhá. Và anh chị nhớ like, nhớ đăng ký kênh, ấn chuông báo để cập nhật những cái thông tin mới nhất trên kênh của em trong thời gian tới. Sau đây em và anh chị sẽ cùng nhau đi vào nhìn lại cái phiên giao dịch ngày hôm nay trên góc nhìn biểu đồ kỹ thuật của chỉ số thị trường chung VN-Index. Ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta là một cái phiên giảm điểm khá là nhẹ khi nó giảm 3,4 điểm, tương giảm 0,29% và đóng phiên ở mốc 1.185 điểm. Và với độ phân bổ dòng tiền thì anh chị có thể thấy là thị trường của chúng ta ngày hôm nay có 239 mã tăng, trong khi đó có 223 mã giảm giá và 50 mã thì đứng giá. Nó cho thấy một sự cân bằng về mã tăng, mã giảm trong phiên ngày hôm nay. Thì đây là một cái điều hết sức là bình thường, nó cũng không phải tích cực mà nó cũng phải là tiêu cực, đó là một vận động hết sức bình thường của thị trường chúng ta. Còn về yếu tố thanh khoản ngày hôm nay, có nhiều anh chị bảo là thanh khoản ngày hôm nay của thị trường chúng ta nó có sự tăng lên, đó là một điều không được tích cực, nhưng anh chị phải hiểu bản chất tại sao nó lại tăng lên trong phiên ngày hôm nay. Thứ nhất, nó sẽ đến từ cái lượng cung, như chúng ta đã biết là phiên ngày 21 tháng 6 nếu như ngày hôm nay ai bắt được phiên đó ngày hôm nay chắc chắn sẽ bán ra đúng không ạ. Thứ hai, nó đến từ cái lượng cung mà cái phiên gãy nền giá ngày 20 tháng 6 nó mang lại, thì khi thị trường của chúng ta nó chỉ cần đẩy lên cái vùng giá bên trên này chắc chắn là sẽ có một cái lượng cung của những người mắc kẹt ở phiên ngày 20 tháng 6 họ cũng sẽ bán ra, thì từ hai cái phiên đó họ bán ra thì nó sẽ tạo ra một cái lượng cung nó sẽ cao hơn so với cái phiên ngày hôm qua. Đấy thì em đánh giá ngày hôm nay dù thị trường ta giảm giá với thanh khoản tăng lên một chút thì đó đây là một phiên vận động hết sức bình thường của chúng ta và nó chưa có yếu tố gì mang cái sự tiêu cực ở hiện tại đối với thị trường của ta chị nhá. Đấy, sau đây chúng ta sẽ đánh giá xu hướng thị trường của chúng ta trong những phiên tiếp theo. Thì như trao đổi trong những phiên trước rồi thì chúng ta vẫn đang đặt ra một cái kịch bản đúng không ạ? Và em đánh giá rất là cao sẽ giống cái giai đoạn đây. Nghĩa là thị trường chúng ta sau một cái nhịp rơi xuống thì nó sẽ có những cái phiên chững lại và những cái phiên phục hồi lên. Sau khi phục hồi lên thì thị trường nó sẽ có gì? Nó sẽ có một phiên tăng theo kiểu doji thì giống phiên ngày hôm nay này.
thì sang tuần tới nó nhiều khả năng sẽ giống như cái phiên ngày 24 tháng 1 đấy, có thể là nó sẽ quay lại test cung bên dưới. Thì quá trình quay trở lại test cung bên dưới này nếu như thành công thì thị trường của ta rất nhiều khả năng nó sẽ bước vào một cái sóng hồi tăng mới anh chị ạ, sóng nghĩa là một cái sóng hồi tăng mới. Và cái phiên ngày hôm nay chúng ta sẽ đánh giá là phiên hồi phục thứ hai của thị trường ta sau phiên hồi phục thứ nhất vào phiên ngày hôm qua, tức là phiên ngày 23 tháng 6. Thì cái thời điểm mà nó test cung trở lại đây đi lên thì nó sẽ rất là phù hợp với cái thời điểm có thể xuất hiện cái phiên bùng nổ theo đà, tức là phiên từ phiên thứ hai đến phiên thứ tư chị nhá. Đấy, phiên từ phiên thứ tư đến phiên thứ 10 chị ạ, em xin lỗi ạ, phiên thứ tư đến phiên thứ 10 chính là cái phiên xuất hiện cái phiên bùng nổ theo đà chị nhá. Thì đây chúng ta đã có phiên phục hồi thứ hai rồi thì có thể test cung lại phiên thứ ba đúng không, có thể test cung thêm phiên thứ tư đi thì phiên thứ năm có thể bùng theo đà, cũng là một điều rất là tuyệt vời đối với thị trường chúng ta từ chơi chị. Đấy, thì kịch bản về cơ bản sẽ như thế, nên gì ạ, nên chúng em đánh giá là đầu tuần tới rất nhiều khả năng thị trường chúng ta nó sẽ có nhịp điều chỉnh. Lý do tại sao? Lý do là với cái phiên ngày hôm nay chị có thể để ý đấy, với cái phiên ngày hôm nay thị trường của chúng ta bắt đầu có những cái áp lực bán vào cuối phiên rồi. Đấy, bắt đầu áp lực bán vào cuối phiên rồi thì hai phiên đầu tuần sau em đánh giá cái áp lực bán nó sẽ cao hơn. Lý do vì sao? Lý do thứ nhất nó đến từ cái yếu tố về sự thu hút của dòng tiền nhỏ lẻ trước đó. Đấy, nói đến thì anh chị sẽ chưa hiểu rõ nhưng em sẽ phân tích này. Nghĩa là thị trường của chúng ta ấy, thực sự mà nó thu hút được cái dòng tiền nhỏ lẻ ấy, nó sẽ không phải đến từ cái phiên ngày 21 tháng 6 đâu anh chị ạ, mà nó sẽ đến từ cái phiên của ngày 22 tháng 6. Đấy, phiên 21 tháng 6 là thị trường ta vẫn đang trong một cái nhịp rơi. Khi đó thị trường của chúng ta nó đang chưa rõ được cái xu hướng là sẽ tăng sẽ nó sẽ giảm lại, nó sẽ tiếp tục giảm hay nó sẽ chững lại, mà nó chỉ là một phiên rơi đơn thuần thị trường. Và phiên đó gần như là nhỏ lẻ sẽ không ra bắt, chỉ có những nhà đầu tư nhỏ tổ chức rồi họ làm trịch cuộc chơi, họ cầm chủ họ nghĩa là họ làm chủ cuộc chơi thì họ mới là những cái người người ta biết được người ta sẽ mua phiên đó. Tức là chị nhìn này, cái phiên của ngày 21 tháng 6 ấy nó vẫn đang rơi này thì chắc chắn không ai dám mua, gần như là chúng ta nhỏ lẻ chỉ đứng ngoài đúng không ạ, cắt lỗ luôn ạ. Đó, chỉ có nhà đầu tư tổ chức. Nhưng cái phiên của ngày 22 tháng 6 đây này, phiên đầu đằng sau này chính là cái phiên mà thu hút thực sự dòng tiền. Anh chị có thể để ý thấy ngày hôm đó các cổ phiếu trong ngành banh nó tăng rất là mạnh với sự gia tăng về thanh khoản. Hay là em lấy ví dụ từng cổ phiếu nhá, chẳng hạn như có Techcombank chị đâu, cái phiên tăng thực sự của nó chính là phiên ngày 22 tháng 6 với cái sự bùng nổ về thanh khoản, thì đó mới gọi là phiên thu hút dòng tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ này. Phiên tiếp theo chị, chẳng hạn là LPB đúng không? Cũng thực sự nó đi, nó là một cái phiên thu hút dòng tiền thực sự là cái phiên của ngày 22 tháng 6 đúng không? Đấy, chúng ta sẽ đến với những một số cổ phiếu trong ngành của chứng khoán đi để chúng ta cũng thể biết được đâu mới thực sự là cái phiên mà chúng ta cần chú ý. Chẳng hạn như con cổ phiếu HCM đúng không ạ? Thì có phải là cái phiên của ngày 22 tháng 6 nó mới thu hút thực sự dòng tiền đúng không ạ? Đấy, ngày 2 tháng 6 thì khi nó mới tăng lên, còn cái phiên nó bắt ở dưới đây thì chắc chắn là gần như là chả có ai dám mua. Đấy, và kể cả con SDI đúng không chị, thì nó thực sự là 22 tháng 6. Thì đó là lý do vì sao mà thứ hai tuần sau chính là cái lượng hàng của ngày 22 tháng 6 về, thì đó là cái lượng hàng thực sự thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nó về thì chúng ta mới biết được cái lượng cung thực sự trên thị trường nó sẽ là sao chị nhá. Chứ cái phiên ngày 21 tháng 6 này em chưa đánh giá cao. Đấy, thì cái phiên ngày 22 tháng 6 và ngày 23 tháng 6 chính là hai cái phiên mà cái lượng cung nó sẽ thể hiện rõ nhất, và thị trường chúng ta khi test lại nó sẽ cho chị một cái nhìn rõ rệt, rõ nét về thị trường hiện tại, về cái độ mạnh yếu, về cái sự an toàn của thị trường hiện tại. Đấy chị nhá. Và một điều nữa này, một điều nữa tại vì sao lại đánh giá là phiên thứ hai có nhịp chỉnh rất là cao nhá. Anh chị có thể để ý đấy, em lấy ví dụ con đích đi. Đấy, em sẽ phân tích kỹ là lý do vì sao lại đánh giá nó chỉnh. Có phải là phiên ngày 22 tháng 6 ở đây đúng không ạ? Và nhiều anh chị sẽ mua được cái phiên ngày 22 tháng 6 đi. Thì có phải là đối với chị, chúng ta nhìn thấy cái con đích ngày hôm nay nó quay xe này đúng không? Giảm 2,77% đúng không? Trong phiên ngày hôm nay, có phải những anh chị đang cầm của ngày 22 tháng 6 chị sợ chưa? Chắc chắn anh chị đã sợ đúng không? Anh chị không biết được là sang thứ hai tuần sau liệu cái con đích này nó có giảm sâu hay nó bịp cung hay không, và anh chị sẽ không thể mua được không thể bán được hay không? Chắc chắn là chị rất lo lắng đúng không? Và có thể sang đầu thứ hai tuần sau anh chị chúng ta làm gì? Có khi chúng ta bán ATC, chúng ta bán sàn luôn, bởi vì chúng ta vẫn có lợi nhuận mà. Có khi chúng ta sẽ bán sàn luôn. Thì đó là một cái yếu tố mà nó sẽ gây ra một sự điều chỉnh cho thị trường ta trong đầu tuần tới đúng không? Chắc chắn anh chị đang sợ này. Đầu tuần tới có khi anh chị cầm hết hàng anh chị bán ra ngay. Đấy, chị bán ra ngay kể cả bất kỳ con nào trả, kể cả trong nhóm ngành của dịch vụ tài chính đi, cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Anh chị đều thấy một điều đó, nghĩa là phiên ngày hôm nay nó đã giảm xuống thì chắc chắn nó sẽ gây áp lực cho những người mua phiên 2 tháng 6. Đấy. Thì rất có thể là nó sẽ làm sao? Rất có thể là những anh chị đã mua được thì sẽ rất là sợ hãi và chúng ta sẽ bán ra đúng không? Chẳng hạn như con HCM ngày hôm nay cũng giảm đây. Giảm đây thì có phải anh chị mua được cây ngày hôm nay đúng không? Cây của ngày 22 tháng 6 đây đúng không? Thì chắc chắn là thứ hai chị không biết được nó giảm tiếp hay không, thì anh chị sẽ mang hàng anh chị bán đầu phiên, và có khi anh chị cứ bán thấp để anh chị thoát được hàng trước. Thì đó là một cái lý do nhỏ nó sẽ gây ra để
giải thích cho vì sao là thứ hai nó là cái sự điều chỉnh trên thị trường của chúng ta anh chị nhá. Và đây là một phiên test cung anh chị ạ. Đây là những cái phiên test cung thị trường chúng ta chỉnh đơn thuần là gì ạ? Anh chị phải hiểu là thị trường chúng ta khi đi trên đây nó sẽ gặp vùng cản bên trên đúng không ạ? Đấy, vùng cản 1120 bên trên thì nó sẽ phải cần một nhịp chỉnh như này. Đấy, hiện tại nó sẽ chỉnh như này. Thì chỉnh như này là một cái nhịp test cung thôi, như chúng ta đã trao đổi rồi về test cung trở lại. Đấy, nó nhân tiện đi, nó nhân tiện điều điều chỉnh theo những cái nhóm hàng T3 hàng đã về và test cung lại thị trường ta để kiểm tra cái lực cung cầu trên thị trường chúng ta. Và anh chị hãy chú ý, đây là những cái phiên cực kỳ quan trọng của chúng ta. Nghĩa là hai cái phiên đầu tuần sau đánh giá là hai phiên cực kỳ quan trọng đối với thị trường chúng ta để xác định về xu hướng trên thị trường. Nếu như thị trường chúng ta trong hai phiên đầu tuần sau nó test cung trở lại với thanh khoản thấp thì đó là một điều tuyệt vời thị trường chúng ta, và chỉ cần xác nhận bằng một phiên tăng giá thật là mạnh mẽ lên. Đấy, tăng giá thật là mạnh mẽ lên phía trên với giá và thanh khoản tăng cao hơn so với cái phiên trước đó thì đó là cái điểm anh chị em chúng ta có thể mua với sự an toàn. Còn nếu nha anh chị nhé, nếu trong trường hợp thị trường chúng ta tuần sau ấy mà nó test cung trở lại vùng giá bên dưới này, tất nhiên là chúng ta sẽ không để biết được nó test đâu, nó có thể test lại cả vùng giá 1160 cũng được đấy, nhưng nó tuyệt đối thanh khoản không được gia tăng và biên độ gì ạ, biên độ nó cũng không được mở biên, nó thủng bên dưới nha chị nhá. Nếu nó thủng bên dưới thì chúng ta sẽ phải đếm lại cái phiên về phiên phục hồi anh chị ạ. Đấy, thì không được thủng và gì thanh khoản không được gia tăng và xác nhận bằng một phiên bùng nổ với giá và gì ạ, với giá và thanh khoản tăng mạnh trên thị trường chung cũng như là cái sự đồng thuận của các nhóm ngành xảy ra thì đó là một phiên mua cực kỳ an toàn cho anh chị em nhà đầu tư chúng ta. Và em sau khi buổi chiều về em cũng đã check lại các cái trạng thái của các nhóm ngành cổ phiếu thì em đánh giá đó cũng là cái thời điểm thích hợp để tất cả các nhóm ngành cổ phiếu nó set up được một cái trạng thái tốt nhất đẹp nhất để cùng với nhau đi lên tạo ra cái phiên bùng nổ đó chị ạ. Đấy, chẳng hạn như chúng ta sẽ check đến các cổ phiếu cho ngành cổ banh, cho ngành cổ chứng khoán hay bất động sản thì nó sẽ cần phải chỉnh độ 2-3 phiên nữa đúng không ạ? Sau khi chỉnh đến 2 đến 3 phiên nữa thì nó sẽ có những cái nhịp bắt đầu gì ạ? Bắt đầu chứng lại cái đà chỉnh thì nó sẽ bùng nổ lên một thời điểm. Và các cổ phiếu khác ở kênh trên chẳng hạn như những cổ phiếu bưu điện đúng không? Anh chị chỉ cần 2-3 phiên nữa thì nó sẽ tạo được đủ cái nền giá đây. Đấy, em ví dụ thế, hay cổ phiếu của những ngành bán lẻ đúng không? Thì nó cũng đủ 2-3 phiên nữa cũng đủ tạo một cái nền giá này chẳng hạn. Thì khi mà tất cả các nhóm ngành đã tạo được một cái trạng thái ổn định nhất rồi. Đấy, thì nó sẽ đồng loạt nó cùng đi lên một phiên thì đó là một phiên bùng nổ, là thì chúng ta cùng chờ đợi cái phiên đó được chị. Còn trường hợp nó test lại thanh khoản lớn thì anh chị hãy canh coi chừng và anh chị hãy chốt thoát ra khỏi thị trường anh chị nhá. Đấy, thì hai phiên tuần sau đánh giá là hai phiên mà quan trọng nhất mà anh chị chúng ta cần phải chú ý, cần phải chú ý chị nhá. Và với cái thị trường hiện tại đúng không, chúng ta chưa xác định được là thị trường của chúng ta hiện tại nó sẽ đi về đâu thì cách hành xử của chúng ta sẽ ra sao. Nghĩa là hiện tại chúng ta đấy là kịch bản chúng ta đã đưa ra rồi. Đấy, và chúng ta bây giờ chúng ta chưa biết được là thị trường nó sẽ đi theo hướng nào đúng không ạ? Nó sẽ đâm xuống nó đi tiếp, nó thủng cái đáy nó đi tiếp hay là test cung thành công và nó đi lên. Đấy, thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ chờ đợi. Chúng ta sẽ chờ đợi những cái phiên test cung ở đây, rút chân lên phía trên bùng nổ lên thì chúng ta sẽ tham gia, nó rất là an toàn đúng không anh chị? Còn nếu như anh chị chờ nó test nó không thành công đúng không ạ? Nó thủng đáy đúng không? Vô nó ra to, khối lượng ra to thì nó gì? Nó là cái sự thất bại thì chúng ta sẽ không mua nữa. Đấy, khi mà chúng ta chưa xác định được cái rõ ràng cái xu hướng thì đầu tuần tới thì anh chị hãy chú ý cho một điều là anh chị chúng ta sẽ không mua mới đối với cổ phiếu chị nhá. Không, tuyệt đối chưa mua mới đối với cổ phiếu. Hãy để cho thị trường chúng ta nó tiếp tục vận động theo cách của nó đi. Nó chưa đưa ra bất kỳ một tín hiệu gì để chúng ta có thể tham gia mới chị nhá. Ở ngoài kia anh biết là có nhiều anh chị sẽ bảo là nhảy vào bắt đáy cổ phiếu đi, cổ phiếu này đang rất là tốt. Mày không bắt đáy là mày sẽ lỡ cơ hội đấy, bây giờ nó tăng lên là mày không còn cơ hội để mua những cái giá rẻ đâu. Chẳng hạn như cổ phiếu con Đích con Sell đúng không? Ngày hôm nay nó bắt đầu nó có những cái nhịp giảm đầu tiên mà ai ngoài kia hô anh chị là tuần sau, thứ hai tuần sau hay tuần sau nhảy vào bắt nhá, bắt một ít thôi cũng được, 20% 20% nhá, không được bắt cho em, chúng ta không được bắt anh chị ạ. Chúng ta phải đợi cho nó quá trình giảm lại, nhỡ nó giảm tiếp làm sao, nhưng nó bây giờ nó giảm tiếp xuống bên dưới thì phải anh chị mất tiền không ạ? Nó chưa có sự cân bằng mà anh chị lại nhảy vào anh chị bắt, bây giờ em đặt ví dụ cho anh chị nó lại rơi thẳng tiếp thế này anh chị gặp phải thua lỗ, mà anh chị đang thua lỗ rồi mà anh chị lại tiếp tục gặp phải thua lỗ thì anh chị lại càng chán hẳn thị trường hiện tại và anh chị sẽ có khi lại bỏ chứng khoán. Nên đầu tuần tới anh chị hãy cứ gì cứ đứng ngoài cho em anh chị nhá, đứng ngoài đó là điều đầu tiên. Và anh chị xem ở đây rồi thì anh chị nhớ like này, nhớ like video của em, nhớ đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để ủng hộ em và cập nhật về thị trường trong thời gian tới anh chị nhá. Đó là điều đầu tiên mà em muốn chú ý với anh chị, đó là việc chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta sẽ không không được mua mới, không nên mua mới trong thời gian sắp tới chị nhá, mua mới không tốt đâu anh chị. Đấy, đặc biệt là những cái cổ phiếu nó sẽ giảm, chẳng hạn những con Excel nó giảm thì chúng ta cứ đứng ngoài đợi nó cân bằng thì chị sẽ tham gia vào. Hãy cứ ôm tiền cho em, tiền hiện tại gì cash is king đúng không,
tiền bây giờ chân ái, anh chị phải ôm tiền ạ. Ôm tiền thì khi có cơ hội tốt thì anh chị mới có thể tham gia được. Đó, anh chị mặc kệ những cái ông chuyên gia ở kia, ông nào đó ngoài kia đang hô hào, anh chị bảo là mua vào đi, mua ít cũng được, mua 20% được, 3% được, và trải nghiệm thị trường hiện tại đi, lỗ cũng được có sao đâu. Nhưng anh chị phải đặt ra một câu hỏi là thế anh chị biết là thị trường có rủi ro, anh chị biết là anh chị mua vào anh chị lỗ mà anh chị vẫn để vào anh chị mua, thì có phải là anh chị tự 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 cắt máu của mình không ạ? Sao tại sao chúng ta không đợi đến khi thị trường ta nó ổn định, nó an toàn, chúng ta mua vào không ạ? Làm gì có cái trải nghiệm thị trường nào bằng cái thị trường đang giảm, nó chưa có sự cân bằng, lại bảo mình mang tiền vào cứ mua đi để cảm nhận thị trường hiện tại. Cảm nhận cái gì? Cảm nhận sự mất tiền, đúng không anh chị? Chúng ta tuyệt đối đứng ngoài cho em nhé, kệ các ông ngoài kia ông bảo anh chị mua, đừng có mua cổ phiếu chưa có sự cân bằng nhé, nó rơi một cái thì làm sao anh chị biết nó đi về đâu, đúng không ạ? Bên nó chưa có sự cân bằng, nó rơi một cái nữa thì anh chị âm 23%, anh chị cũng sợ sợ chứ anh chị. Đây chẳng hạn như con sale này, bây giờ em ví dụ nha, tất nhiên là em chưa biết được nó đi sao, đây ngày em quay viết cái bảng đây, nhưng mà chẳng may trường hợp nhá, anh chị ngày thứ hai tuần sau anh thì mua đúng không, nhưng nó giảm tiếp ngay thì sao? Anh chị đặt ra trường hợp xấu chưa, khi mà nó test cung trở lại nó không thành công, nó giảm lại thì anh chị có sợ? Anh chị mất tiền anh chị chẳng không sợ, kể cả 10% 20%. Thế thái anh chị lấy cái tiền đó anh chị đi mua quần áo, đi làm cái này cái kia đúng không? Phải là anh chị thấy có ích hơn là việc mình biết là thị trường có rủi ro rồi mà mình vẫn để vào, mình bắt đáy để mình mất tiền, mình biết mất tiền mình còn nhảy vào, thế phải là ngược ngược đời với chị đấy. Thì cứ đứng ngoài không tiền cho em anh chị nhá, không cần phải mua mới anh chị, cứ từ từ khi nào mà thị trường nó ổn định nhá, nó tốt nhá, anh chị cứ đón coi kênh của em sẽ đưa ra những cái gì, đưa ra những cái lưu ý để anh chị có thể tham gia được thì nhá, nó an toàn anh chị ạ. Và trong hiện tại ấy, anh chị hãy xử lý quả lỗ của mình thật là nhanh vào, nghĩa là thị trường hiện tại nó có sự phân hóa đấy anh chị, mà những cái cổ phiếu yếu nó sẽ giảm giá rất là nhanh, nó cắm đầu rất là nhanh, nên anh chị em chúng ta ấy, mà gặp phải quả lỗ thì anh chị cứ cắt sớm cho em anh chị nhá. Bởi vì hiện tại có nhiều anh chị chúng ta không xử lý quả lỗ ấy, chúng ta lỗ đến 56% rồi mà hỏi em ấy là có cắt tay ra hay không ấy, thì bây giờ nếu mà cắt ra, nếu mà em bảo cắt ra thì chắc chắn anh chị thứ nhất là không dám cắt, thứ hai là chẳng may chị cắt phải mà anh chị lại cắt ngay đúng đáy thì không phải là em là gây ra lỗi đúng không ạ chị, đúng không anh chị? Đấy, có nhiều anh chị chúng ta mà em vừa cắt theo hôm sau những cái cổ phiếu đó tăng sừ lên 30% 40% chẳng hạn, nó tăng lên như thế, thế có phải là nó không hay đúng không chị? Nên là chị khi mà đã thua lỗ 50 40% thì khi anh chị hỏi bất kỳ ai, người ta gần như không có cái phương án nào cho chị đâu đấy. Thì anh chị hãy xử lý quả lỗ của mình thật là nhanh. Còn các cổ phiếu mà anh chị lỡ đu ở bên trên ấy mà nó có nhịp hồi phục trở lại khá là tốt rồi, em lấy ví dụ chẳng hạn như anh chị trong ngày hôm nay con BR đúng không ạ, thì em cũng đã chú ý là con BR này sau khi nó gãy cái nền giá này trước mắt thì nó sẽ là cái vùng 28.5 này, nó sẽ không đi được qua, nó sẽ mất nhiều thời gian, thì chị hãy canh nó lên trên bên trên đây thì anh chị hãy bán nó ra thì sau này nó tích lũy đủ nó hồi lại thì mình sẽ tham gia sau, chứ không nhất thiết là mình cứ phải ôm các cổ phiếu trên một ngày sẽ rất là rủi ro và chị đã vi phạm tỷ lệ cắt lỗ rồi đúng không ạ? Bây giờ nó hồi lên như này cho chị là quá tốt rồi, thì anh chị cứ bán ra đi, chấp nhận là mình đã mua sai đi đấy, chúng ta không cần phải quá là giữ lâu quá làm gì đấy. Thì anh chị chú ý cho em, nhất là xử lý lỗ nhanh, và thứ hai là cắt cổ phiếu khi nó gần như là chạm lên cái vùng kháng cự bên trên rồi đấy, thì mình sẽ cắt ra thôi, mình cũng không phải ôm quá nhiều làm gì đấy. Đấy là một số cái đôi điều mà anh chị em chúng ta cần phải chú ý đúng không ạ, và chúng ta cũng không cần phải cay cú gì, chúng ta không cần phải sục sôi để đi phải kiếm lại các cái mức lợi nhuận thật là nhanh, bởi vì chúng ta đã bị lỗ rồi. Thị trường đang rủi ro như này mà anh chị cứ ham vào, anh chị cứ bị cuốn theo thị trường quá là anh chị đã mất tiền thêm, và chị khi mất tiền rồi thì anh chị sau chẳng hạn như chẳng vài phiên tới thôi là thị trường nó có bùng nổ theo đà đúng không, nó đi lên mạnh mẽ đúng không, nhưng mà anh chị lại hết sạch tiền rồi, không có tiền thì còn chơi bời nữa đấy. Thì anh chị hãy cứ giữ vốn của mình, thị trường nó xác nhận an toàn thì mình tham gia vẫn chưa muộn anh chị ạ. Đấy anh chị nhá, rồi thì đó là cái đôi điều về thị trường của chúng ta, kịch bản này, những cái hành động mà anh chị nên chú ý trong cái tuần giao dịch tiếp theo thì nhá. Và sau đây em sẽ phân tích các cái nhóm ngành ngày hôm nay đã quay đầu giảm giá, quay xe rất là mạnh cuối phiên, để xem trong thời gian tới chúng ta sẽ hành xử ra sao nhá. Em sẽ phân tích nhóm ngành đầu tiên, đó nhóm ngành bất động sản nha anh chị. Đó, những cái cổ phiếu của ngày hôm nay đã quay xe nhá. Chúng ta sẽ đến với chẳng hạn như cổ phiếu của con Shell nhá. Đấy, con Shell ngày hôm nay thì sau khi nó có một cái nhịp gì ạ? Một nhịp phục hồi ở phiên của ngày 22 tháng 6 đúng không ạ? Thì ngày hôm nay nó có hai ngày hôm qua nó có phiên tăng trần, ngày hôm nay đã có một nhịp quay đầu với thanh khoản cao lớn. Đấy. Thì chúng ta phải làm gì ạ? Thì kịch bản cho con Shell này rất có thể trong thời gian tới nếu như tích cực nó cần phải quay lại test lại vùng giá bên dưới này, khoảng giá 223 đúng không ạ? Thì cái việc test cung trở lại này em phải đòi hỏi nó cái thanh khoản nó test không được lớn đấy chị ạ. Quay lại test đây, thanh khoản nó phải nhỏ và sau đó nó có nhịp phục hồi lên thì ai muốn mua mới thì có thể mua trong thời điểm đó được. Còn hiện tại chúng ta sẽ không mua mới.
Đối với những chị lỡ kẹt đây thì thôi chúng ta đợi T3 về để chúng ta xem cái gì, xem cái phản ứng của dưới vùng test cung này sẽ xảy ra sao. Nếu như cái phản ứng dưới vùng test cung nó xảy ra thuận lợi, xảy ra tốt thì anh chị có thể mua ở vùng giá này một phần để có thể cân bằng lại vùng giá bên trên chị nhá, vùng đỉnh anh chị bên mua bên trên đấy. Đấy, chị sẽ mua khi nó đã test cung thành công đi lên đấy, thì chúng ta có thể giảm ra vốn đây, và khi nó kéo lên bên trên thì chúng ta có thể bán ra nha chị nhá. Còn nếu như nó test thủng thì sao, nó test thủng nó đi thẳng xuống thì chúng ta phải lập tức bán ra nhá, không mua bất kỳ một trung bình giá ở đây từ chơi chị. Đấy là con đích, tức là sẽ đến con sell, à con đích này vừa là con sell, bây sẽ đến con đích. Con đích ngày hôm nay cũng sẽ là một cái phiên giảm giá với thanh quảng cao lớn đúng không ạ? Thì em đang nhìn thấy con đích này sẽ giống cái đoạn trước đây, sẽ giống đây này chị. Đấy, có thể là gì, là ngày hôm nay ấy, nó sẽ là một cái phiên gì, nó sẽ là một cái phiên giảm giá xuống đây, giảm xuống đây chị. Đấy, giảm giá xuống đây. Đấy, sau đó nó sẽ có một nhịp phục hồi đầu tiên này, phục hồi lên này, nó sẽ giống đây này. Đấy, phục hồi lên vào thì nó một nhịp quay đầu, thì rất có thể sang đầu tuần tới con đích này ấy, nó sẽ tiếp tục nó gặp phải một cái nhịp chỉnh về cái cây nến gì, nến trước đó đây. Đấy, thì có thể nó sẽ gặp phải một cây nhịp chỉnh đây này. Đấy, nhịp chỉnh đây đúng không ạ? Chỉnh lại này, sau đó sẽ có vài ba phiên này nó lại chỉnh đây và nó xuyên hồi lên này, thì cái phiên hồi này chính là phiên chúng ta sẽ mua được chị. Đấy, phiên hồi này sau khi test cung xong này, nó hồi lên test đáy thứ hai này, hồi lên thì chúng ta sẽ mua. Đấy, thì cái con đích xoài này, nếu như nhá, nếu như xoài này chị nó đi xuống đây, nó test từ đáy hai này đi lên thì chúng ta có thể tham gia cái vùng đáy hai này, sẽ giống cái con đích ở đây. Đấy, thời điểm mua sẽ đây từ trên chị. Đấy, thì anh chị chú ý con đích nó sẽ như thế. Còn hiện tại để mua mới trong đầu tuần tới, nếu như cổ phiếu đích nó rơi thì em đánh giá chị là chúng ta đứng ngoài, chúng ta sẽ không mua được cho chị. Đó là cổ phiếu đích ạ. Cổ phiếu DG chọn DG thì thực ra là cũng phải cần nó có thành tích lại thôi, nó kéo chữ V này, hiện tại lên trên đây nó gặp vùng cản này thì nó quay đầu ngày hôm nay là điều hết sức bình thường thôi. Đấy, chị nào chúng ta phải chốt được những cái thời điểm nó quay lại vùng cản bên trên. Đấy, hiện tại DG sẽ không mua được. Còn việc chúng ta mua mới thì chúng ta hãy đợi thêm quá trình nó sẽ test ở đằng sau này. Đấy, nó test được thì nó đi lên thì chúng ta sẽ tham gia. Nha chị nhá. Đấy, DG. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với con cổ phiếu của SM, cổ phiếu C2 rồi. C2 thì ngày hôm nay đã chứng là tăng rồi, nó cũng quay lại gần như là quay lại cái vùng cản bên trên rồi. Đấy, thì C2 chúng ta sẽ không mua thôi. Hãy đợi cho quá trình test lại này anh chị đâu. Sau này nó đi là phải test này. Đấy, nó hồi lên bên trên nhà nó hồi lên nó phải test, nó cũng phải test, test vài phát á. Đấy, thì chúng ta hãy đợi quá trình test sau này thì nó có ổn thì chúng ta sẽ tham gia lại sau được chứ chị. Không cần tham gia phụ sớm hơn gì cả. Đấy, thì sang tuần tới hầu hết các trạng thái của nhóm ngành này nó đều trạng thái điều chỉnh mà. Đấy, thì thị trường cũng sẽ phải điều chỉnh theo thôi. Đấy, thị trường cũng sẽ phải điều chỉnh theo thôi. Chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu trong ngành của họ bank chị nhé. Cổ phiếu bank ngày hôm nay cũng đã có nhịp chứng lại rồi. Đấy, chúng ta sẽ đến với những con LPB tăng rất là mạnh đúng không ạ? Đấy, nó chứng lại rồi. Đấy, sau khi nó tăng thì phiên thứ hai tuần sau thì rất có thể đây này, cái lượng hàng ở đây sẽ về, nó sẽ cần những cái nhịp chỉnh lại một chút bên dưới này. Đấy, thì chúng ta hãy đánh giá những cái nhịp chỉnh này, nó thành công thì có thể đi tiếp lên, nó sẽ gặp với vùng cản bên trên tiếp, sẽ gặp vùng cản khoảng vùng giá 14.2. Thực ra trong ngành bank này thì em không khuyến nghị anh chị tham gia nhiều, và em chỉ đang phân tích cái xu hướng trong thời gian tới nó sẽ có thể hỗ trợ thị trường và nó sẽ tạo ra một cái sự bùng nổ thị trường, ta hỗ trợ thị trường ta đánh giá. Đấy, thì những cái cổ phiếu như con LPB này, đấy thì nó cũng cần nhịp chỉnh này, thì nó sẽ mất vài ba phiên, hai ba phiên, thì có thể đến giữa tuần sau là thị trường ta nó có thể set up được một trạng thái là xảy ra bùng là được nha chị nhá. FTP nó quay lại gặp vùng cản này rồi thì đánh giá nó không không còn nhiều dư địa tăng đâu, nên chị chúng ta sẽ hạn chế tham gia STB nhá. Cái STB con MBB sao, MBB thì nó đang kênh dưới anh chị. Đấy, bây giờ chỉ quay lên nó cố lấp cái gap đây rồi, cố lấp cái gap vùng giá 20 năm là nó sẽ quay đầu đấy. Đấy, thì MBB thì chúng ta sẽ không tham gia nhé. Đây là MBB. Tiếp theo chúng ta sẽ đó là một số cổ phiếu cho ngành của bank. Sau đây em sẽ phân tích một số cổ phiếu cho ngành của chứng khoán. Đó là ba cái nhóm ngành mà chúng ta nhìn thấy đều cái trạng thái là bắt đầu chứng cái đà tăng rồi, bắt đầu chứng lại cái đà tăng rồi và sẽ có những cái nhịp điều chỉnh rồi. Và trong lại sắp tới thì em nghĩ là cái nhóm ngành chứng này anh chị có thể để ý được anh chị nhá. Đấy, cái sóng hồi tiếp theo thì mình có thể để ý được. Chúng ta sẽ đến với con cổ phiếu của SHS đúng không ạ? SHS rất là đẹp đúng không? Đẹp chơi chị. Đấy, thì hiện tại là sao? Hiện tại nó đã có một cái phiên rơi rồi. Nó đã có một cái thời điểm rơi đúng không ạ? Đã có thể hồi phục rồi. Thì sang tuần tiếp theo có nhiều khả năng nó sẽ gì? Sẽ rơi đây này. Được chưa? Rơi xuống phục hồi sao? Được không ạ? Đấy, thì chúng ta có thể tham gia thời điểm này. Đấy, chị hãy chú ý đến con SHS. Chú ý cho em con test cung xong nhá, là phải hồi lên nhá thì mới tham gia, chứ không phải là tuần sau anh chị lại vác tiền vào anh chị mua luôn là không được đúng không anh chị nhá. Đấy, thì anh chị chú ý thì có thể anh chị mua được từ vùng giá này, anh chị đi lên trên đây thì anh chị có thể kiếm được mức lợi nhuận khoảng 20% nếu như chị chọn đúng thời điểm. Đấy, thì anh chị hãy chú ý con SHS được.
Đấy, trong giai đoạn trước kiểu con SHF này nó cũng là một cái con tỷ suất sinh lợi khá là cao đấy anh chị ạ. Đấy, giai đoạn trước mà anh chị mua đúng nhá, SHF này anh chị cũng thể kiếm được 20%. Đấy, thì anh chị hãy chú ý trong thời gian tiếp theo đối với cổ phiếu của SHF được nhá. Chúng ta sẽ đến với con VND sao? VND thì nó hơi yếu chị ạ. Nghĩa là các cổ phiếu trong nhóm ngành chứng khoán đấy nó đều đi rất là mạnh rồi, nhưng con VND thanh khoản rất là lớn đúng không chị đâu, thanh khoản nó rất là lớn đây, nhưng mà nó không đi được xa đây ba phiên đây đấy, thanh khoản vào rất nhiều nhưng mà nó không đi được, thì đây là một điều cho thấy cái sự hơi yếu của con VND chị nhé. Đấy, thì anh chị hãy cân nhắc có tham gia con VND hay không, còn tất nhiên dòng nó đi thì nó sẽ đi theo thôi. FTS thì nó đã có những cái phiên tăng trần bịp công bụng cung ngày thôi nhá, bỏ qua nhá, không nên đua lệnh trong những phiên sau chị nhá. Chúng ta sẽ đến với con cổ phiếu như con HCM rồi đúng không ạ? HCM thì nó cũng sẽ cần quá trình gì ạ? Quá trình test cung trở lại đây thôi. Test cung có thể lấp gáp đây cũng được, nằm một cây sàn cũng được. Thì giữ chân lên thì đi chúng ta có thể tham gia được. HCM nói chung là các cổ phiếu trong ngành của chứng khoán sang đầu tuần tới cũng sẽ có nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh lại. Thì đó là cái thời điểm mà chúng ta sẽ canh me những cổ phiếu mà chúng ta quan tâm để chúng ta sẽ vào ở mức giá đó để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận từ chơi chị. Đấy. Và nếu như chị chúng ta chưa biết được trong tuần tới nên chú ý những cái cổ phiếu nào, trong ngành nào thì anh chị có thể về làm khách hàng của em, mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPS, cái ID của em. Nếu như chị đã có tài khoản tại công ty VPS thì có thể chuyển qua ID của em để làm khách hàng của em. Còn gì ạ? Còn anh chị đã quen giao dịch ở những công ty khác thì anh chị có thể tham gia dưới hình thức mức room thu phí chị ạ. Đấy, thì nếu như sắp tới nó vào con sóng hồi mà anh chị cũng chưa biết thì anh chị có thể về đồng hành với em thì chơi chị. Đó là ba cái nhóm ngành cổ phiếu mà trọng điểm ngày hôm nay đã có những sự quay xe, và em đánh giá là trong tuần tới nó sẽ có những nhịp điều chỉnh, và anh chị em nào chúng ta lỡ mua ở những cái vùng giá bên trên rồi thì anh chị hãy đợi cho nó có quá trình test đáy thứ hai trở lại thành công ổn định thì chúng ta có thể mua vào, chúng ta bình quân cái giá xuống ở đoạn đó anh chị nhá. Vì khi mà nó đã chỉnh xong rồi, tạo đáy xong rồi thì nó sẽ an toàn và chúng ta sẽ mua ở đó để chúng ta đây không phải là trung bình giá xuống anh chị nhá, nó chỉ là một cái hình thức là anh chị mua ở cái vùng giá bên dưới đó thì anh chị sẽ gỡ được, có nghĩa là anh chị sẽ đỡ cái giá vốn mà anh chị nó đỉnh bên trên thôi chị nhá. Đấy, thì chị chú ý điều đó cho em. Đó, cũng ba cái nhóm đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhóm cổ phiếu của thép. Nhóm cổ phiếu của thép thì ngày hôm nay đã một sự tăng rất là tốt đúng không ạ? Còn Nam Kim tăng rất là tốt này, tăng 3 4 phiên rồi. Đấy, HPG thì nó gần như tăng, con HPG thì yếu chị ạ, HPG thì yếu. Đấy, con HPG thì cũng tăng rất là tốt, tăng một này, hai phiên là ba phiên. Đấy, nên là đầu tuần sau cái lượng hàng thứ ba nó sẽ về rất là nhiều đến từ cả nhóm ngành thép nữa anh chị. Đấy, nó tăng 3 phiên rồi thì chắc chắn nó sẽ phải có nhịp nghỉ. Đấy, này tăng từ phiên này lên thì tuần sau thì chả tăng từ phiên này thì thứ hai tuần sau là lượng hàng T3 rồi. Đấy, thì chúng ta hãy đợi xem, thị trường rất có nhiều cổ phiếu sau giai đoạn điều chỉnh này có rất nhiều cổ phiếu sẽ có những cái điểm mua khá là tốt cho chị đấy, thì chị hãy chú ý quan sát này chị nhé. Đấy, HMC ạ, HMC thì nó kênh dưới vừa qua. Đấy, trong nhóm ngành này thì thực ra có mỗi con HFG và con Nam Kim là hai con cổ phiếu mà em đánh giá là nó thể hiện một cái sức gọi là sức hơi đầu cơ ấy, đầu cơ khá là tốt. Còn đâu ai mua con HPG này kiểu nó như ông già ấy, nó cứ càng ngày nó cứ cắm đầu xuống thôi chị, nó không có một sự tăng giá gì cả. Đấy, rất là chán nếu ai cầm con HPG. Đấy, con TLH này thế này yếu quá chị ạ. Đấy, thì trong nhóm này thì chỉ có hai con, nhưng con HNG và con Nam Kim thôi là hai cái con mà chúng ta có thể chú ý được, nhưng mà thực sự thì nhóm ngành thép nó vẫn đang rất là yếu, nên chúng ta nếu nếu có vào em khuyên chỉ vào rất là ít tỷ trọng nhóm ngành thép thôi chị nhá, hãy để dành tiền vào những cái nhóm ngành khác nó mang cái tính đầu cơ của nó tăng nhanh hơn đấy chị ạ, nó ổn định hơn trong ngành thép. Còn trong ngành thép chị nhá, chúng ta sẽ đến với những ngành bán lẻ sao? Những bán lẻ thì chúng ta điểm mặt qua sẽ là FLT sao? FLT thì chúng ta có thể thấy là ngày hôm nay là một cái phiên tăng phục hồi với cái thanh khoản khá là thấp của con FLT. Đấy, anh chị có thể thấy là nên là để việc mua mới đối với con FLT thì em sẽ cần nó gì? Kéo lên vùng đỉnh này đi, kéo lên vùng 100 này, đi ngang tạo một cái nền giá rồi sau đi. Thì em sẽ tham gia ở phía sau này, chứ hiện tại em sẽ chưa tham gia vội, bởi vì con FLT nó đi lên trên nó sẽ gặp rất nhiều cản đúng không ạ, nó tăng xử lý rất nhiều cản đây. Đấy, thì nói chung là nó sẽ cần thêm thời gian thì chúng ta hãy đợi thêm thời gian nữa chị nhá. PAT thì kênh dưới thì sẽ bỏ qua tham gia này. MWG sao? MWG thì hiện tại nó đang dao động rất là lỏng trên vùng đỉnh này, cái điều em cần đó là một cái sự siết chặt lại cái nền giá của đối với cổ phiếu của MWG chị, nghe đi lên đây đúng không, nó sẽ có thể đi chứng lại đi chậm lại. Đấy, nó có thể dần dần nó biến cái biên độ của nó cứ dần biến động lại. Đấy, cứ biến biến động dần dần nó hẹp lại này chưa, nếu đi thì em sẽ thấy nó ổn hơn, còn hiện tại dao động khá là lỏng thì cái việc nó đi xa thì em đánh giá không là cao chị nhá.
tất nhiên nó có thể đi nhưng mà không đánh giá cao. FPT thì anh chị có thể thấy là đang chưa rõ nó sẽ hình thành mô hình gì, có thể là mô hình hai đỉnh ở đây, tất nhiên nó sẽ rất là ai mai ở đây đấy, có thể mô hình hai đỉnh đúng không ạ? Mô hình hai đỉnh này bây giờ nó chỉ đang quay trở lại test lại cái đường viền cổ và gì nó tiếp tục đi xuống bên dưới đấy, đấy chị thấy không? Có thể nó sẽ kịch bản sẽ như thế đúng không ạ? Khi mà cổ phiếu rơi xuống nó sẽ test lại cái ngưỡng gì, ngưỡng hỗ trợ ngày xưa chính là ngưỡng bây giờ đấy, và ngày hôm nay bị bán xuống thì rất có thể thì nó cắm đầu đi xuống tiếp thì làm sao đấy, chúng ta sẽ chưa mua bán vội và hãy đợi cho nó xác nhận ở đây đấy, biết đâu nó tạo thành mô hình hai đáy đây làm sao nó đi lên thì đấy là một điều tuyệt vời hơn đúng không? Đấy thì khi đó chúng ta lại tham gia thôi đấy, thì chúng ta hãy đợi thêm những cái tín hiệu xác nhận thì chúng ta có thể tham gia được. PNG thì nó khá là khỏe so với những cái phần còn lại của các cổ phiếu trong bán lẻ khi mà nó giữ giá rất là tốt, gần như là cận vùng này đấy, gần như cận vùng mình. Thì trong tuần tiếp theo với cái cây nến hình thái kiểu dạng nến 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 sao băng này chị ạ, thì trong tuần tiếp theo nhiều khả năng nó sẽ có những nhịp điều chỉnh lại, thì khi nó có nhịp điều chỉnh lại thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái điểm tham gia an toàn nhất, đẹp nhất đối với cổ phiếu PNG đấy, thì có thể nó tăng xong lại nó giảm xuống lại đi làm sao đúng không ạ? Đấy, nói chung là PNG thì chúng ta có thể chú ý được, tuy nhiên để mua mới thì chúng ta sẽ chưa mua mới đấy, chúng ta hãy quan sát thêm. Đó là một số cổ phiếu trong bán lẻ nha chị nhá. Chúng ta sẽ đến với cổ phiếu của nhóm ngành gì ạ? Chúng ta sẽ đến với cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí chị nhá. Và anh chị nhớ like video của em, nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để ủng hộ em anh chị nhá. Đấy, nếu như chị đã xem đến thời điểm hiện tại thì rất là cảm ơn anh chị. Chúng ta sẽ đến với cổ phiếu của con PVD. PVD thì là một cổ phiếu khá là yếu sau cái phiên tăng trần ngày hôm qua, thì ngày hôm nay đã lập tức là một phiên giảm giá của cổ phiếu PVD. Nói chung là những cái con cổ phiếu kênh dưới như con PVD này khi nó tăng lên bên trên nó sẽ phải vừa tăng vừa xử lý cản nên nó sẽ không đi được nhanh. Nên việc của chúng ta là phải thoát ra là sớm đối với những cái cổ phiếu chẳng hạn như con PVD. Tiếp theo sẽ đến với con BSR. BSR thì anh chị có thể thấy là nó đang gặp phải một cái vùng cản, khi nó đã gãy hỗ trợ bên trên thì hiện tại nó sẽ trở thành nước kháng cự ở đâu đó vùng 28.5 cộng trừ. Thì việc của chúng ta hiện tại nếu như kẻ tổng ở trên thì em khuyên anh chị là chúng ta cứ cắt ra một phần khi nó tăng lên cái vùng giá khoảng 28.5 đi. Sau này nếu như cái quá trình của nó test cung trở lại ở đây thành công được chưa chị? Tại nó test cung trở lại thành công và gì? Nó đi lên bên trên thì chúng ta có thể tham gia được ở thời điểm phía sau này. Và sau này nó tiếp tục nó đi lên bên trên, nó tạo thành mô hình vai đầu vai bên trên thì chúng ta sẽ có điểm gia tăng. Đấy thì anh chị hãy chú ý cho em đối với cổ phiếu của VND những cái kịch bản như thế chị nhá. Còn PVS thì sao? PVS thì em đánh giá nó đang hơi yếu so với những cái cổ phiếu khác trong nhóm ngành dầu khí đang dẫn đầu, chẳng hạn như con PVSR hay con GS đấy, con gas. Còn cổ phiếu của PVS thì em như em đã đánh giá nó sẽ giống các bạn đây đấy, nó sẽ cần một quá trình test cung test cầu rất là nhiều trước khi nó có những cái nhịp đi lên phía trên, thì em hy vọng là gì, con này sẽ đi giống bên đây để anh chị em chúng ta sẽ có cơ hội lên tàu. Nó sẽ giống ra đây này. Đấy, nó đi lên đúng không? Nó sẽ bắt đầu tích lũy dần dần, nó nâng đáy dần nó đi đấy, thì anh chị hãy chú ý. Đó là cổ phiếu của PVS. Còn cổ phiếu của GAT thì sao? Cổ phiếu của GAT thì hiện tại cũng khá là yếu rồi chị ạ. Đấy, sau khi nó gãy vùng giá khoảng giá 119 thì nó đã xuất hiện những cái phiên bán với cái thanh khoản khá là lớn, hiện tại đang trên quá trình quay trở lại test lại cái gì, cái đường viền cổ bên trên, và cái quá trình kéo lên bên trên này thì thanh khoản vẫn đang khá là nhỏ, thì em đánh giá nó cái phiên giảm giá này chị ạ. Đấy, những cái phiên phục thanh khoản giá thấp đúng không ạ? Phiên ngày hôm nay tiếp tục giảm giá này, và khi cổ phiếu nó gãy nền thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để đi lên, nên cái việc chúng ta là hãy thoát ra đối với cổ phiếu của GAT, chúng ta sẽ không nắm giữ nữa chị. Đấy, tuần sau nó kéo lên cái vùng giá khoảng 119 này, chị cứ tạm thời bán ra đi, dù anh chị có đặt có mua ở trên vùng đỉnh này đấy, thì nó cũng anh chị cũng mất khoảng 89% thôi, thì đây là mức chấp nhận được chị nhá. Đấy thì anh chị cứ mạnh dạn chị bán ra, nó sẽ khó đi lên. Đây là cổ phiếu của GAT. Đấy, thì sau đây chúng ta sẽ đến với một nhóm cổ phiếu khác để em sẽ phân tích trạng thái của tất cả các dòng để anh chị có thể có một góc nhìn chị nhá trong tuần mới. Ta sẽ đến với cổ phiếu của Đạm thì chưa chị. Cổ phiếu của Đạm thì nó thực sự là yếu rồi. Đấy, theo em đánh giá nó sẽ yếu, bởi vì con cổ phiếu của Đạm ấy sau khi nó đi lên bên trên này nó đã thất bại, nó đã quay trở lại test với thanh khoản khá là lớn, nên nó gãy xuống thanh khoản khá là lớn, chứng tỏ cái lượng cung còn rất là nhiều, nên em sẽ đánh giá nó sẽ chưa đi được ngay đối với cổ phiếu của Đạm Cà Mau. Nói chung là nếu như anh chị nhìn bình rộng ra một chút, anh chị bật đối thị tuần lên, chị có thể thấy là nó rất có thể đang rơi vào cái pha gì, nó rất có thể nó sẽ xảy ra cái sự phân phối mô hình ba đỉnh ở đây đấy nhá. Thì nên anh chị em chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta chưa cần phải mua bán vội làm gì cả, hãy đợi cho nó quá trình xác nhận thêm thì chúng ta sẽ tham gia. Đấy, HDPM thế đấy chị, đeo nó kéo lên này đấy, những cái phiên dao động rất là lỏng trên đây chính là cái quá trình phân phối, nó sẽ xảy ra một cái sự dao động rất là lỏng trên mình. Đấy, thì nếu như chị em chúng ta mà cứ tham gia thì rất là rủi ro.
DGC dạ. DGC thì ngày hôm nay làm cái phiên tăng giá của cổ phiếu DGC, tiếp tục là phiên tăng giá sau cái phiên tăng trần ngày hôm qua thì ngày hôm nay đã mở gap tăng. Nói chung là con DGC đánh đoạn này thì gần như không cho anh chị em một điểm vàng đấy, thì anh chị chúng ta cũng hạn chế tham gia nhá anh chị nhá. Đấy, CSV sao? CSV thì nó hơi yếu và sau cái phiên ngày hôm trước nó thủng cái đường viền cổ thì ngày hôm nay nó lấy được lại, tuy nhiên cái thanh khoản thấp, trong tuần tới có thể nó sẽ tiếp tục còn điều chỉnh. Đấy, nên là cái việc chúng ta tham gia mới đối với cổ phiếu CSV cũng là chưa nên chị nhá. Chúng ta sẽ đến với cổ phiếu thủy sản nhỉ. Thủy sản thì chúng ta có xem là con MPC dạ. MPC thì nó cũng đang giữ được kênh bên trên thì có thể đang tạo thành mô hình hai đáy đây. Đấy, nhưng mà để mua mới thì em đánh giá là chúng ta sẽ chưa mua mới chị ạ. Đấy, nó vẫn đang nóng quá. Chúng ta sẽ đợi thêm nhá. Đợi thêm con MPC. Đấy, chúng ta hãy đợi cho nó hoàn thành mô hình gì đấy thì chúng ta sẽ tham gia sau này sẽ an toàn hơn. Chúng ta sẽ không cần phải mua sớm gì cả. Đấy, ngày hôm nay các cổ phiếu như ACL này, có sách đỏ này, VSC này, đỏ này. Đấy, VST tiếp cung ở đây em đánh giá nó vẫn có nhịp kéo lên bên trên đấy. ANV sao? ANV thì sau khi nó đây em vẽ cái kịch bản cho con ANV đây. Đấy, thì chẳng biết nó đi được nó đi thế không, nên anh chị cứ cẩn trọng nhá, nó kéo lên vùng giá bên trên này. Lượng cung còn nhiều lắm, thanh khoản thấp này chưa hấp thụ được đâu, nên phải hết sức cẩn trọng chị nhá. MC sao? MC thì nó cũng khá là yếu rồi chị ạ. Đấy là một số cổ phiếu trong ngành của thủy sản đấy chị nhá. Thủy sản rồi thì chúng ta sẽ đến với gì ạ? Ta sẽ đến với nhóm cổ phiếu của hàng không cảng biển đi. Hàng không cảng biển thì chúng ta chỉ có ba cái con này, bốn cái con này, con VSC này, VSC do ông Lập thì cũng tham gia này, HAH dạo HAH thì cũng đang do ông Lập này, chưa có sự xiên giảm giá thì chúng ta cũng sẽ không tham gia. Cổ phiếu của GMD thì sao? Cổ phiếu của GMD thì anh chị có thể thấy là nói chung là nó cũng đang giao dịch trong cái biên thôi đấy, nói chung là nó chưa có nhiều yếu tố tích cực lắm để chúng ta có thể chú ý quan sát trong thời gian tới. Tuy nhiên thì con GMD này nó cũng có thể nó sẽ hình thành cái mô hình vai đầu vai nhỏ nhỏ ở đây để chúng ta có thể tham dự trong tham gia trong thời gian tới được. Đấy, nó sẽ có thể hình thành mô hình vai đầu vai đây rất nhỏ đây thôi, nhưng mà em không đánh giá cao lắm trong ngày cảng biển trong trong quãng thời gian tới nhá, vì cái mô hình đánh giá của nó vẫn đang khá là lỏng hiện. PVT thì sao? PVT thì nó yếu hơn rồi anh chị ạ. Đấy, nó gãy như này, nó cứ dao động nặng như này thì sẽ rất là nguy hiểm. Đấy, nó cứ dao động tạo một cái vùng đánh giá đây, xong rồi tạo một vùng đánh giá nó gãy gãy dần đúng không, gãy dần như thế nó mới nguy hiểm chứ nó không gãy một phát, nó cứ gãy dần dần mòn mòn. Đấy, thì anh chị hãy chú ý nhá, biết đâu được nó cứ tạo ra những nền giá nó cứ dần dần giã xuống tận dưới đây thì anh chị phải rủi ro đấy. Thì anh chị chú ý là PVT thì chúng ta cũng chưa có điểm mua, chung là mua mới thì nhóm ngành cảng à, không cảng biển, cảng biển này thì em chưa chưa quyết nghị chị nhá. Nghị đấy là một số cái nhóm ngành cổ phiếu mà em muốn đi vào để phân tích với chị. Nếu như chị có quan tâm những mã cổ phiếu nào thì chị hãy để dưới phần comment thì em sẽ trả lời với anh chị sớm nhất. Và anh chị nhớ like, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Và nếu như anh chị cảm thấy cái phương pháp giao dịch của em và anh chị nó có sự tương đồng và anh chị thấy hay thì anh chị có thể ủng hộ em bằng việc mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPS gắn ID của em phát giao dịch để tham gia cái Zoom khách hàng VIP của em, hay là anh chị cũng có thể là thăm có tài khoản tại công ty VPS rồi có thể chuyển ID với em. Còn những anh chị mà chúng ta quen giao dịch ở những công ty khác thì anh chị có thể tham gia vào Zoom thu phí dưới tiếp thu phí của em. Thì cảm ơn anh chị đã lắng nghe video của em tới điểm hiện tại, chúc anh chị có những cái phiên giao dịch, những cái ngày cuối tuần nghỉ ngơi thật là thành công, và chúc anh chị tuần mới có những cái phiên giao dịch thật là may mắn. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.